Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em đang theo dõi là chiếc xe Mitsubishi Outlander nhé. Chiếc xe thuộc phân khúc cỡ C gầm cao 7 chỗ của nhà Mitsubishi. Mà trong cái video ngày hôm nay, em xin được gửi tới anh em những cái chính sách giá bán, các chương trình ưu đãi khuyến mại được tăng cường giảm giá cực kỳ mạnh ở cái thời điểm đầu tháng 9 này, để cho những anh em nào mà đang quan tâm tìm hiểu cũng như là muốn sở hữu về dòng xe Mitsubishi Outlander này sẽ có thể nắm được. Hiện tại dòng xe Outlander được hưởng cái chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ của nhà nước, và hiện tại bên em đang hỗ trợ giảm có những phiên bản lên tới 105 triệu, tức là hơn 200% thuế trước bạ, để cho anh em dễ dàng là cân đối quyết toán vào cọc ở thời điểm này anh em nhé. Thì để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản cho anh em, thì anh em đừng quên nhấn đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà em chia sẻ với anh em nhé. Mitsubishi Outlander thì được bán ra thị trường với hai phiên bản, bao gồm phiên bản Outlander 2.0 CVT và phiên bản 2.0 Premium. Đầu tiên thì em sẽ chia sẻ với anh em về phiên bản 2.0 CVT, phiên bản số tự động tiêu chuẩn đi. Bản này thì đang có mức giá niêm yết đề xuất là 825 triệu. Chính sách giá bán của đại lý bên em đang hỗ trợ giảm cực kỳ sâu về tiền mặt lên đến 200% thuế trước bạ. Ở thời điểm này giá xe còn lại là 720 triệu thôi anh em ạ. Sau khi áp dụng thêm quyền linh động về phụ kiện, về quà tặng nữa thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé. Anh em cần chuẩn bị cho em là 791 triệu. Trả góp thì đang là 179 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 783 triệu. Trả góp thì đang là 171 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 765 triệu. Trả góp thì đang là 153 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí đăng ký cố định rồi. Ví dụ như là tiền thuế trước bạ, phí biển số, phí dán tem đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự, và chưa bao gồm các chi phí đăng ký trọn gói anh em nhé. Với những cái chính sách giá bán đang rất là tốt để cho anh em dễ dàng là cân đối quyết toán vào cọc ở thời điểm này. Nếu anh em không tận dụng đặt cọc ngay thì chính sách giá bán ít nữa là dân đi mua nhiều là cái chính sách nó sẽ bị co lại anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Outlander 2.0 Premium. Bản này thì đang có mức giá niêm yết đề xuất là 950 triệu. Chính sách giá bán ở thời điểm này thì bên em cũng đang hỗ trợ giảm trực tiếp tiền mặt lên đến 200% thuế trước bạ anh em ạ. Giá xe còn lại đâu đó vào khoảng 855 triệu thôi. Sau khi áp dụng thêm quyền linh động về phụ kiện, về quà tặng nữa thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé. Anh em cần chuẩn bị cho em là 933 triệu. Trả góp thì đang là 207 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 924 triệu, trả góp thì đang là 197 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 906 triệu, trả góp thì đang là 179 triệu. Vừa rồi thì em đã chia sẻ cũng như là gửi tới anh em những cái chính sách giá bán mới nhất của dòng xe Mitsubishi Outlander rất là chi tiết cụ thể rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào nữa thì anh em vui lòng gọi ngay cho em để em gửi bằng tính lăn bánh chi tiết cũng như là gửi tới anh em một cái mức giá cạnh tranh nhất anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.